Có câu hỏi như thế này. Trong tháng 7 qua, phiền não trong con cứ trào lên liên tục, hết lớp này đến lớp khác. Hầu hết con đều bị chìm trong phiền não. Tuy thấy điều đó nhưng con không thoát ra được. Xin Thầy cho con lời khuyên để con có thể quân bình khi phiền não trồi lên nhiều và mạnh mẽ. Người ta nói một cái câu là nghe rất là phi lý nhưng mà nó rất là đúng. Đó là cái câu mà phiền não tức Bồ đề. Tại vì sao mà phiền não tức Bồ đề? Bởi vì á, thật ra mình chưa hiểu được cái ý nghĩa của phiền não. Cái phiền não nó đến á, là để xem thử mình có thấy được nó hay không. Nhưng mà mình á, là khi mà phiền não đến á, thì mình lại muốn là dẹp nó đi. Mà chính vì mà khi phiền não đến mà mình muốn dẹp nó đi á, thì chính cái ý muốn mà dẹp nó đi đó đó mới là sai lầm. Vì thường thường là mình cứ nghĩ là có phiền não thì mình dẹp phiền não. Nhưng thực ra đó là cái người mà người ta có cái trải nghiệm về sự tu tập đó, thì người ta thấy như thế này là đoạn từ phiền não trùng tăng bình. Đoạn từ phiền não trùng tăng bình, xu hướng chân như tổng thủy tà là tức là sao? Tức là mình mà muốn mình dẹp cái phiền não đi ấy, là nó tăng bình thêm. Càng phiền não nó càng tăng thêm. Mà mình muốn đạt được cái chân như nào đó đó thì đều là tà hết. Là bởi vì sao? Vì chính cái phiền não này này là nó đến để xem thử mình có thấy ra không. Thì khi mình sinh ra cuộc đời này đó, là có một mục đích là để xem thử mình có thấy được các pháp đến đi đối với mình hay không. Đó. Nếu một người mà sinh ra trên cuộc đời này mà thấy hết được tất cả các pháp đến đi như thế nào, đến đi hay là sinh diệt như thế nào, thấy rõ được cái bản chất của tất cả các pháp, thì cái người đó là người giác ngộ. Vì vậy cho nên á, khi mà có những cái phiền não mà đến thì mình phải là bình tĩnh mà xem cái phiền não nó đến đi như thế nào, chứ không phải là mình cố mình dẹp bỏ cái phiền não nó đi. Mà đa phần á, là mình cứ dẹp bỏ phiền não nó đi. Mà vì vậy cho nên bài học của mình cứ kéo dài hoài. Vì mình dẹp nó đi á, thì mai mốt nó lại trở lại là mình lại dẹp, cố dẹp nó đi nữa, rồi mình nó lại trở lại. Cứ hoài như vậy cho nên nó không bao giờ chấm dứt. Nhưng nếu mình thấy rõ phiền não như thế nào, mình thấy rõ được cái nó sinh như thế nào, diệt như thế nào, đến như thế nào, đi như thế nào, tức là mình thấy được cái mọi mặt của nó, thì tự nhiên là mình không còn bị cái phiền não nó chi phối nữa. Mà hóa ra là mình phải cảm ơn cái phiền não đó, bởi vì nhờ cái phiền não đó mà mình mới phát huy được cái thấy. Mà như hồi nãy thầy nói đó, chân lý là nó có sẵn mà tại mình không thấy thôi. Mà không thấy là bởi vì do mình có nhiều cái tư tưởng quan niệm che lấp đi cho nên mình không thấy. Cho nên tất cả cái pháp mà nó đến với mình trong đời sống á, thì luôn luôn á, là nó có hai mặt. Tại sao mà khi mà hạnh phúc đến á, thì mình không dẹp, mà khi phiền não đến thì mình dẹp? Nếu mà mình là mà công bình á, thì hạnh phúc đến mình cũng dẹp luôn, phiền não đến cũng dẹp luôn mới đúng. Nhưng mà tại sao lại hạnh phúc đến thì mình lại giữ lại, mà phiền não đến thì mình lại dẹp đi? Nhưng mà Đức Phật thì dạy như thế này: hạnh phúc thì thấy rõ hạnh phúc thực sự nó là gì. Nó cũng chưa chắc đó là hạnh phúc đâu, phải thấy rõ cái hạnh phúc đó là gì, nó là thật hay là ảo, nó do cái gì sinh ra, và cái phiền não đó cũng là nó là thật hay ảo, nó là do cái gì sinh ra. Nếu mà mình biết nó là ảo thì mình đâu có sợ gì nữa.
Thí dụ như mình thấy cái sợi dây mà mình tưởng là con rắn, cho nên mình sợ hãi đủ thứ cả. Nhưng khi mình thấy rõ đó là sợi dây ấy, thì hết tự nhiên hết lo sợ thôi. Vì vậy cho nên vấn đề là thấy rõ ra, chứ không phải là dẹp đi. Nhưng mà mình thường là cố tu làm sao để mình dẹp phiền não đi, đó là sai lầm. Bởi vì thực ra cái phiền não nó không phải là do ai hết, mà chính là do mình. Chính do mình cho nên mình phải hiểu nó ra. Thí dụ như một em học sinh mà học dở, cho nên cuối cùng là bị điểm thấp. Cuối cùng là bị điểm thấp, cho nên vì điểm thấp cho nên rất là phiền não. Phiền não là buồn phiền đủ thứ. Nhưng mà mình phải qua cái phiền não đó để mà thấy ra được là cái nguyên nhân gì mà mình lại bị điểm thấp. Thì khi mà thấy ra được cái nguyên nhân, lúc đó mình thay đổi được cái nguyên nhân của nó. Tức là mình siêng học, mình lo học bài, mình lo làm bài, lo siêng năng, thì tự nhiên nó sẽ điểm cao thôi. Cho nên chính cái phiền não đó là một cái thông điệp để cho mình thấy là mình đã thấy ra được vấn đề chưa. Và mình giải quyết không phải là giải quyết trên cái việc mà mình dẹp phiền não, mà là giải quyết trên cái gốc mà tạo ra phiền não đó. Thì chính mình tạo ra phiền não đó chứ không phải ai hết. Cho nên nếu mà mình thông suốt được nó đó thì phiền não nó sẽ từ hết, chứ không phải là mình cố dẹp phiền não. Bởi vì nếu mình cố dẹp phiền não rồi mình được một cái gì đó, thì cái gì mà mình được đó mình lại bị dính mắc vào, thì có khi nó còn khổ hơn. Cái phiền não là mình muốn dẹp nó đi, nó đỡ khổ hơn là cái mà mình mà đeo dính nó. Ví dụ như cái đó là hạnh phúc, cái đó là dính lời gì đó, chứ bây giờ mình cứ đeo dính nó thì còn khổ hơn cả là phiền não. Bởi vì thực ra phiền não nó lại giúp cho mình thấy ra nhiều vấn đề hơn. Cho nên là đó là phiền não tức bồ đề, tức là chính phiền não là giúp mình phát huy cái trí tuệ và đạo đức, tức là phát huy cái nhận thức đúng và hành vi tốt qua cái phiền não đó. Cho nên phiền não là cái bài học, chứ đừng có xem phiền não là kẻ thù, mà xem phiền não là bài học để mình thấy ra được chính mình. Vì phiền não đó là do chính mình, do cái bản ngã, do ảo tưởng, do cái gì đó tạo ra, mà mình phải qua đó để mình thấy đến tầng gốc của nó. Nó thấy rõ ra là nó là từ đâu mà ra. Thì cái đó mình mới diệt cỏ là phải diệt tầng gốc. Chứ không phải là chỉ có dẹp cái bề ngoài. Bởi vì nếu dẹp bề ngoài, cái hiện tượng bề ngoài không, thì nó sẽ trở lại. Thì khi mà mình có một cái phiền não mà mình cứ để vậy, cho nên mình cứ thấy phiền não này, phiền não kia, chứ thực ra chỉ có một phiền não đang hiện diện thôi. Thì cái lúc mà cái phiền não đó đang hiện diện á, là mình phải tròn vẹn lắng nghe hay là cảm nhận nó, thì lúc đó mình mới thấu hiểu được cái đến đi, cái sinh diệt và cái bản chất của nó như thế nào, và nó xuất phát từ đâu. Thì lúc đó mình mới là thông suốt được vấn đề. Mà thông suốt được vấn đề tức là trí tuệ, thì không phải là phiền não nó giúp mình phát huy trí tuệ ra. Mục đích của tất cả những cái mà đến đi trong cuộc sống của mình đó, là để xem mình có đủ khả năng để thấy ra hay không. Nếu mình chưa thấy ra, chứng tỏ là mắt mình nhiều bụi. Nhiều bụi tức là nhiều cái tư tưởng quan niệm gì đó, cho nên mình không thấy ra thật. Thì cái chân lý là cái thật, do đó mình luôn luôn là y cứ trên cái sự thật, chứ đừng có y cứ trên bất kỳ cái điều gì. Giác ngộ là gì? Giác ngộ là thấy ra toàn bộ sự thật, chứ không phải là dẹp bỏ cái này để mà lấy cái khác. Câu hỏi thứ hai nó cũng tương tự như câu hỏi hồi nãy, có hơi khác một chút xíu. Con có một vấn đề xin nhờ thầy giải gỡ. Tâm trí con hay bị vướng mắc trong các khái niệm quá khứ, hiện tại, tương lai về sự trôi qua của thời gian. Khi bị vướng mắc về chúng, con dễ thấy buồn
luyến tiếc, lo lắng, cảm thấy như mình bỏ lỡ hay là đi chậm so với thế giới xung quanh. Con không biết sống như thế nào để trọn vẹn với giây phút hiện tại. Xin Thầy giúp con điều chỉnh những nhận thức sai lầm, giúp con thấy được chân lý. Con xin cảm ơn Thầy. Cái đời sống đó, luôn luôn là nó vận hành theo cái trật tự tự nhiên của nó. Mình phải nhớ một cái điều như vậy. Tất cả mọi thứ, ví dụ như cái ổi thì nó sẽ là sống theo cái trật tự của cái ổi. Cái xoài thì nó sẽ là lớn lên theo cái trật tự của cây xoài. Mọi thứ đều là nó đi theo đúng với cái trật tự vận hành của nó hết. Chỉ có đó là mình sống sai với cái trật tự vận hành đó. Trong đó, đó là mình cứ nghĩ bị chìm trong quá khứ, nghĩ đến quá khứ, hay là mình bị đắm trong tương lai, mơ ước cái tương lai, hay là mình cũng bị đắm chìm trong hiện tại. Thì tất cả cái đó là về thời gian. Còn về không gian thì mình thường hay bị hướng ra bên ngoài. Đó là cái lý do vì sao mà mình đánh mất cái khoảnh khắc tại đây và bây giờ như mình đang làm. Thế thì bây giờ nó rất là đơn giản. Đó là cái nguyên lý. Tức là nếu mình sống tròn vẹn từng khoảnh khắc thì lúc đó đó mình sẽ sống đúng với trật tự vận hành của đời sống. Còn nếu mình nghĩ tới quá khứ, tương lai hay là bên ngoài, hoặc là thậm chí đắm chìm trong hiện tại, thì cả những trường hợp đó đều là làm cho mình đánh mất từng khoảnh khắc của đời sống. Và khi mình đánh mất khoảnh khắc đời sống thì mình thường là mơ mộng tương lai, hay là mình hối tiếc quá khứ, hay là mình so sánh mình với bên ngoài, mình mong cầu trở thành cái gì đó bên ngoài. Và những cái đó làm cho mình đánh mất chính mình. Vậy thì qua cái nguyên lý đó thì mình thấy là một cái điều đơn giản là chỉ cần trở về lại với chính mình, tập sống trở về lại với chính mình. Như là khi mình đi thì mình tròn vẹn với cái đi, mình ăn thì tròn vẹn với ăn, và tròn vẹn trong từng những việc nhỏ nhặt nhất. Chứ không phải là tu là thường thường mình cứ nghĩ tu là tu chuyện lớn không. Tu là phải tới lên trên tuốc trên núi, vô trong một cái hang rồi ngồi mới tu, mà nhắm mắt suốt ngày mới là tu. Mà người ta không biết rằng là đưa tay ra cầm cái ly lên uống cũng là tu. Ngứa rồi gãi cũng là tu. Tất cả đều là tu hết. Tại sao những chuyện nhỏ nhặt đó lại không tu? Nếu như tất cả mọi chuyện nhỏ nhặt gãi cái đầu cũng là biết rõ. Đó. Làm cái gì cũng biết rõ hết á. Thì cái biết rõ, cái mà tròn vẹn biết rõ đó chính là mình sống với từng khoảnh khắc của đời sống. Thì tự nhiên những cái mà quá khứ tương lai nó dần dần nó sẽ mất hết ảnh hưởng. Bởi vì khi mà mình đã sống tròn vẹn với hiện tại và mình cảm nhận được cái sự an lạc trong hiện tại, hay là mình thông suốt được hiện tại, thì lúc đó mình những cái mà tương lai hay là quá khứ hay là bên ngoài nó không còn ảnh hưởng của mình nữa. Và tất cả những cái tập khí mà nó khó khăn nhất á, nó cũng sẽ từ ra đi. Mình á, là thường là đợi khi nào mà phiền não cho nó dữ rồi á, mới là lo tu. Khi nào mà sân cho thiệt nhiều rồi mới là gặp tai nạn gì đó rồi mới là lo tu. Nhưng mà mình lại không biết rằng là mình phải tu trong từng cái khoảnh khắc, mà trong những cái nhỏ nhặt nhất. Thí dụ như là mình ngồi và mình thấy đang thở vô làm sao, đang thở ra làm sao, đó là mình cũng đang tròn vẹn với cái từng khoảnh khắc. Hay là mình đi thì mình cảm nhận được là mình đang đi ra làm sao. Mình ăn, mình cảm nhận được mình đang ăn ra sao. Chỉ cảm nhận một cách bình thường này thôi, chứ không phải cố gắng để mà tìm kiếm gì trong đó. Chỉ có là đang thế nào thì mình thấy như vậy thôi.
đơn giản là vậy thôi. Nhưng mà hiệu quả của nó rất là tuyệt vời. Còn nếu như mà mình mà xem cái chuyện mà ăn rồi mình phải để ý xem ăn như thế nào rồi thế nào đó là sai. Mình phải để ý từng ly từng tí đi như thế nào đó là sai. Mình chỉ cần trọn vẹn tỉnh thức trong cái đi là được. Trọn vẹn tỉnh thức khi mình ăn là được. Hay là sáng suốt định tĩnh trong lần trong cái ăn, trong cái đi, trong tất cả mọi cái là được. Mà nhớ là trong những cái nhỏ nhặt nhất, đừng quên những cái nhỏ nhặt nhất. Đừng có nói là để tôi tắm xong rồi cho sạch sẽ để tôi vô ngồi thiền. Mà là tắm là thiền. Tất cả mọi cái đều thiền hết. Đều là tu hết, chứ không phải. Thì mình đó là mình xem thường những cái việc nhỏ. Do đó nó khi mà mình bỏ lỡ những việc nhỏ đó thì nó tích lũy dần 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 những cái mê mờ đó. Mình mê mờ trong những việc nhỏ thì nó tích lũy cái mê mờ đó. Tích lũy cái mê mờ đó một hồi nó mê mờ nó quá dài đi, làm cho mình là khi đến khi đối diện với cái chuyện gì mà khó khăn á, những cái phiền não, những cái gì ghê gớm, lúc đó mình không đủ cái chánh niệm tỉnh giác, không đủ cái tròn vẹn tỉnh thức để mà thấy ra được nó. Mà lúc đó là mình chỉ còn có là cố mà phấn đấu để làm sao mà thoát ra khỏi nó. Nhưng điều đó là không được. Điều đó Đức Phật ví dụ như là giống như con khỉ á. Nó thấy cái mũ cây. Cái nó tới nó nắm cái mũ cây đó thì nó dính cái tay. Rồi nó lấy cái tay kia đó nó đẩy ra thì nó dính luôn cả hai tay. Nó lấy chân nó đẩy ra một hồi á cái nó dính hết luôn, không còn gỡ được nữa. Cho nên mình cái quan trọng là mình phải quan sát ngay từ đầu từng cái nhỏ nhặt nhất. Chứ đừng có để cái chuyện nó sinh ra lớn rồi cái đó mình mới là lo tu mà tu ngay trong những cái việc nhỏ nhặt nhất thì tự nhiên tất cả những cái phiền não, lo âu, sợ hãi, buồn phiền gì đó là tự động nó rút lui, tự động nó biến mất đó. Và những cái mà trong đời cuộc đời của mình mà mình tưởng là cực kỳ khó khăn không thể nào vượt qua được, mà chỉ cần là mình sáng suốt biết mình trong đời sống bình thường thì nó cũng ra đi hồi nào không thấy, nó sẽ tự hết. Thế nên cái đó chính là cái mà cái kỳ diệu của cái chánh niệm tỉnh giác hay là tròn vẹn tỉnh thức trong từng cái việc nhỏ nhặt nhất trong đời sống. Có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là trong cuộc sống hàng ngày những hành động của người làm cho mình không đồng ý vì theo quan điểm của mình là không tiến bộ, những người vẫn là ngoan cố không sửa cho dù mình đã góp ý, mà mình phải làm sao để sống hòa hợp được với những người mà không bực bội. Cái này là do trí tuệ và đạo đức hay là trí tuệ và từ bi thị xã? Tức là thế này, trí tuệ là gì? Trí tuệ là mình biết cái căn cơ trình độ của mỗi người. Trong cái việc này ấy, có đôi lúc mình sai chứ không phải là do người đó sai, tại cái người đó họ trình độ căn cơ của họ như vậy thì họ phải nghĩ như vậy, làm như vậy, cho làm sao mình mà muốn họ mà nghĩ mà làm như mình được. Và cái mà mình nghĩ làm là mình cho là đúng thì cũng chưa chắc là đúng. Có khi đó là chủ quan của mình thôi chứ chưa chắc là đúng. Hồi đó thầy kể một cái chuyện bình thường nhỏ nhỏ thôi. Hồi đó thầy về đây, mà thầy là người miền Trung. Cho nên là ở miền Trung là hay nấu canh mít. Mà khi về đây thầy thấy là mít nhiều. Thầy mới nói ra trong chùa là nấu canh mít ăn. Thì trong chùa cũng nghe lời thì cũng nấu canh mít. Mà khi dọn ra không thấy sư nào ăn hết trơn. Tại vì mấy sư miền Nam họ lại không từng ăn canh mít. Cho nên họ ăn không được. Thế thì bây giờ mình lại nói là mình
nói chêm với người kia là sai, mà mình sai chứ không phải người kia sai, tại vì mình thích ăn canh mít chứ đâu phải ai mình thích ăn canh mít, nên chưa chắc là người khác đã sai. Có khi á họ không như ý mình thôi chứ không phải là sai. Và cho dù họ sai đi nữa thì họ cũng sai trong cái trình độ của họ, cho làm sao khác được, trình độ của họ ngang đó thì họ phải như vậy thôi. Bây giờ ví dụ mình học lớp 10, cái người đó học lớp 1, bây giờ cái người đó đang học lớp 1 thì chỉ là làm được những cái trường của lớp 1, học những cái bài của lớp 1, thì mình thấy là mình chê cũng được, tại vì mình học lớp 10 chứ còn nếu mà mình học lớp 1 thì cũng phải học như họ thôi. Cho nên khi mình hiểu biết á, hiểu biết tức là hiểu biết mình, hiểu biết người, hiểu biết căn cơ trình độ của mọi người thì mình sẽ cảm thông với người khác. Nhưng mà có một cái điều này, cái người thực ra đó, tại vì mình thấy cái người đó xấu mình ghét, chứ còn á, cái người xấu nào cũng có cái mặt tốt trong, người tốt nào cũng có cái mặt xấu trong. Cho nên á, mình phải cảm thông thôi. Đó là cái người hiểu biết thì sẽ nhìn ra được cái hai mặt của đời sống, nên mình cảm thông. Cái người này có cái mặt xấu nhưng lại cũng có cái mặt tốt khác, nên cái nào tốt thì tốt, cái nào xấu thì xấu. Nếu mà cho nên người ta nói là dùng nhân như dùng mộc, tức là sao? Tức là không có cái cây nào mà mình không dùng được hết. Cái cây quý đó thì mình đóng bàn, đóng ghế, hay là cây quý mình làm tượng Phật. Còn cây mà tầm thường quá thì mình làm cùi thổi nấu cơm, chứ có cái nào mà không được đâu. Cho nên mình biết căn cơ trình độ của họ, mình biết rõ cái khả năng của họ như thế nào, để mà sử dụng đúng vào khả năng, đúng căn cơ trình độ, thì đó mình mới là cái người hiểu biết. Chẳng phải bắt họ phải theo mình như mình, họ không thể nào như mình được. Và đôi lúc đó, sự khác biệt nó lại là bổ túc cho nhau. Chính nhờ là người này người kia cho nên nó bổ túc với nhau. Nếu mà hiểu biết á, thì nó sẽ giúp bổ túc nhau, mà không hiểu biết á, thì nó sẽ chống đối nhau. À, cho nên cái sự hiểu biết, từ cái sự hiểu biết á, mà đưa đến sự cảm thông, đưa đến cái từ cảm thông đưa đến cái thương yêu hay là tha thứ gì đó chẳng hạn, vậy bao dung. Vì vậy cho nên là cái quan trọng là, nhưng mà muốn hiểu người thì trước hết phải hiểu mình. Cho nên mình phải, nếu mình mà hiểu rõ mình đó, thì mình sẽ hiểu người khác. Thứ hai là khi tham thiền, con quan sát mọi cảm thọ trên thân mà không phản ứng, cho dù là cảm giác nào, con chỉ quan sát thôi. Có một lúc con thấy thân không phải là con, không liên quan gì đến con. Bất giác con sợ rằng tâm con nó không về với thân, con phải làm sao? Nhiều khi cái đó cũng là nhiều do mình tu theo một quan niệm, tu theo một trường phái, tu theo một phương pháp nào đó, cho nên nó mới sinh ra chuyện đó. Còn nếu tu là mình chỉ quan sát, thuần túy quan sát chính mình, thì mình chỉ thấy nó như nó là. Để rồi. Còn đôi lúc bây giờ nó ngã, nếu có ngã thì mình thấy ngã, mà vô ngã thì mình thấy vô ngã. Chứ đừng có áp đặt vô ngã vô đó. Đừng có áp đặt vô ngã, đừng có áp đặt cái gì vô đó hết. Mà mình chỉ thấy nó như nó là thôi, một cách rất là bình thường. Cho nhiều khi là mình hay chánh niệm tỉnh giác là mình quan sát, nhưng mà cái trong cái quan sát đó là nó đã quan sát qua một quan niệm rồi. Bởi vì khi mình quan sát qua một quan niệm thì nó sẽ thấy cái đối tượng qua cái quan niệm của mình, chứ không phải là qua cái thực. Vì vậy cho nên là đơn giản là mình vẫn là thường sáng suốt biết mình, trực tiếp vào cái đang là đó, đang là cái gì á. Mặc dù Đức Phật Ngài nói thân thọ tâm pháp, với Ngài nói cái gì thì nói, nhưng mà mình cứ cái đang là thôi.
đang là đó, đang là lúc đó đi thì đi đang là, ngồi thì ngồi đang là, cái gì cũng đang là, sân thì sân đang là, tham thì tham đang là. Nhưng mà thậm chí mình cũng không cần nói là đó là tham hay sân hay đó là cái gì cả, mà là mình chỉ thấy cái đang là thôi. Cái đang là nó là như vậy. Cho mình nói theo cái điện hay là mình nói theo cái này cái kia hồi cái là mình rơi vào cái tình trạng phê phán. Phê phán theo cái điện. Còn bây giờ mình cứ thấy là ngay trong cái thấy đó mình tự điều chỉnh. Thì lúc đó mình mới thấy ra. Và khi thấy ra mình mới thấy là điều đó kinh điển nói đúng. Còn nếu mà mình áp dụng kinh điển để mà làm thì nó lại sai. Bởi vì khi mình áp dụng kinh điển là mình chưa thấy. Cho nên cái điều mà mình áp dụng kinh điển đó, nó vẫn là trong tư tưởng thôi. Thế nên hóa ra mình là lấy tư tưởng mình áp đặt vào cái thực. Vì vậy cho nên mình phải y cứ trên cái thực, chứ không y cứ vào cái kinh điển, mà cũng không đi tứ vào cái tên gọi của nó là gì. Không cần biết đó là sân hay tham, mà thấy rõ nó đang diễn biến như thế nào, nó đang tính chất của nó như thế nào. Còn thực ra cái chữ tham với chữ sân là người ta đặt ra thôi, đó là chỉ cái ngôn ngữ thôi. Còn cái mà cái tính chất thật đó, cái đó mới là cái là mình mới thực sự biết là cái gì. Nên khi Đức Phật Ngài nói thì Ngài phải nói là ở khi tham để biết tham, khi sân để biết sân. Nhưng ý Ngài không phải nói vậy. Mà khi cái cảm xúc hay là cái thái độ đó, thái độ gì đó nó phát sinh ra như thế nào đó, thì mình thấy nó như vậy. Chứ đừng có nói đó là tham, mà đừng nói đó là sân. Mà nó, cái tính chất sinh diệt của nó là như vậy. Cái tính chất nó như thế nào thì mình thấy rõ nó như vậy. Chứ còn cái tên nó không quan trọng. Thí dụ như bây giờ nói là đây là cục than, còn đây là cái cục nước đá. Không quan trọng chuyện đó. Mà khi mình cầm cục nước đá đó thì mình thấy là như thế nào. Khi mình cầm cái cục than đó thì mình thấy nóng như thế nào vậy thôi. Tức là mình thấy cái cảm giác như thế nào lúc đó, cái tính chất như thế nào, trạng thái như thế nào thôi. Chứ không quan trọng là gọi đó là cục than hay là cục nước đá. Nhưng mà bởi vì khi nói thì phải nói rằng là khi cầm nước đá thì biết nước đá, khi cầm cái than thì biết than. Nhưng mà cái đó là tại vì nói mà phải sử dụng ngôn ngữ. Thì mình nhầm lẫn là mình cứ đem áp dụng cái ngôn ngữ nó vào. Mà trên thực tế là mình chỉ thấy cái đang là thôi. Cái sự kiện đang diễn ra thôi. Mà khi mình đã tròn vẹn với cái đang là đó, thì làm sao mà sợ là cái tâm nó đi đâu được. Cái tâm nó đang ở nơi cái đang là đó cho đi đâu nữa. Có một câu hỏi như thế này. Thầy cho con hỏi là tại sao chúng ta lại cần yêu thương lẫn nhau? Và làm cách nào để chúng ta có thể yêu thương người khác, đặc biệt là những người không phải máu mủ ruột thịt, họ hàng gia đình, một cách vô điều kiện được? Không có, cái đó không có. Cái đó trong Đạo Phật không có. Trong Đạo Phật không hề nói là phải yêu thương lẫn nhau. Không có đó. Thầy nói vậy con ngạc nhiên không? Đạo Phật không hề nói là phải yêu thương lẫn nhau gì cả. Không có. Đừng có hại nhau là được, chứ đừng cần phải yêu thương. Đừng hại nhau được chứ yêu thương làm gì? Vì trong một cái câu kinh Pháp Cú, thầy không nhớ là câu kinh thứ mấy, nhưng mà Ngài nói này, chính yêu thương sinh ra là phiền muộn, chính yêu thương sinh ra đau khổ. Không yêu thương thì không còn phiền muộn, không còn đau khổ. Chính Đức Phật Ngài nói như vậy mà. Thực ra yêu thương, yêu thương với từ bi nó khác nhau ở chỗ nào? Yêu thương là có đối tượng nhất định mà mình chọn lựa. Người mà yêu thương mà nhiều nhất 1.000 người hay là 2.000 người gì đó, tức là nó cũng có số lượng thôi.
người yêu thương giỏi lắm được mấy ngàn người thì cũng có số lượng là một. Và thứ hai đó, bởi vì có số lượng cho nên đó, là mình bị dính mắc trong số lượng đó. Thí dụ bây giờ thầy có 1.000 đệ tử đó là coi như là có sự mối quan hệ giữa mình thầy trò, thầy phải thế này với trò, trò phải thế này với kia, đó là dính mắc, không có chuyện đó. Có thể là thầy đi đâu đó người ta xin quy y thì thầy cho quy y, nhưng mà thầy nói rằng không phải quy y thầy đâu, quy y Tam Bảo chứ không phải quy y thầy. Đó là thầy chỉ hướng dẫn cho để cho quy y Tam Bảo, mà quy y Tam Bảo cũng không phải quy y ai cả, quy y Tam Bảo là trở về quy y chính mình. Phật là sáng suốt, pháp là tịch tịnh, tăng là thanh tịnh. Đó thì ba cái yếu tố đó, đó khi mà mình sáng suốt, mình định tịnh, mình trong lành, tức là quy y Phật pháp tăng. Hành động nói năng suy nghĩ sáng suốt là quy y Phật. Hành động nói năng suy nghĩ định tịnh là quy y pháp. Hành động nói năng suy nghĩ trong lành là quy y tăng. Vậy thì quy y Tam Bảo là quy y chính mình, không quy y ai. Nhưng mà cái chính yếu là khi mà thầy đi chia sẻ pháp với chỗ này chỗ kia, thì chính yếu là thầy muốn cho giúp cho họ thấy ra được chính mình, không phải để theo thầy, mà chỉ có lòng từ bi. Mà từ bi là gì? Từ là không sân với ai cả, là từ đó. Nếu thầy nhìn người nào mà thầy không sân với người nào hết á, tức là thầy có là tâm từ, chứ không phải tâm từ là thương. Chứ mắc mới gì người ta ngồi đó mình thương chi vậy? mình không có sân với họ là tâm từ. À, mình không có ý hại họ, tức là tâm bi. Mình không nợ hại họ, tức là tâm bi. Mặc dù họ chửi mình đó, mà mình không thể nào mình làm cho họ khổ được cả. Đó là tâm bi. Vậy thôi, chứ không phải thương gì hết. Cái này là rất nhiều người hiểu lầm. Bởi vì do thế này, do là nói là mình đó, thì mình nói là trí tuệ và từ bi thị xã. Trí tuệ và từ bi, thì ví dụ nói vậy đi. Thì người ta đổi ra tiếng Việt để cho nó dễ hiểu, cho nên người ta nói là hiểu biết và yêu thương. Nhưng mà khi nói hiểu biết và yêu thương thì nó lại bị giới hạn vào trong cái hiểu biết đôi lúc là lý trí, yêu thương đôi lúc lại là dính mắc. Cho nên quan trọng là không phải là ngôn từ, mà quan trọng là cái nội dung thực sự của nó là gì. Bây giờ trí tuệ là gì? Người ta cứ tưởng rằng là trí tuệ tức là mình phải hiểu rõ cái hoa này nó là cái gì, nó làm sao, cái gì, đủ thứ hết trơn. Đó là trí tuệ. Không phải. Đó không phải là trí tuệ. Mà trí tuệ là thấy cái hoa, là thấy cái hoa thôi, chứ không có dính mắc gì cả. Đó là trí tuệ. Khi mình thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, chạm và biết bất kỳ điều gì, mà mình chỉ thấy nó là như vậy, mà mình hoàn toàn không có gì dính mắc trói buộc trong đó cả, thì đó là trí tuệ. Chẳng phải trí tuệ là phải biết rõ nó ra là cái gì mà trí tuệ không phải vậy. Có khi biết ra nó là thế này thế kia đi nữa, nó lại càng vô minh thêm, không chừng. Tại vì biết ra rồi mình lại càng tham thêm. Ví dụ nghe nói là khi kia mình thấy cái này là vậy thôi, bây giờ nghe này, trong này chữa được bệnh ung thư đó, là coi như là cái này chút nữa là không còn nữa. chút nữa bị lấy hết rồi. Thành ra nhiều khi biết có trống là cũng tham sân si, nó còn thêm nhiều con nữa. Nên cái đó không phải là trí tuệ. Cho nên hiểu biết không phải là trí tuệ. Mà hiểu biết đôi lúc nó chỉ là hiểu biết mang tính tục đế thôi. Thí dụ như bây giờ một người biết luật đi đường cho nên đi đúng, thì người đó là hiểu biết. Nhưng nó không liên hệ gì tới giác ngộ giải thoát cả. Hiểu dần cái luật của đi đường của pháp, qua bên anh là chịu thua đó, vì bên anh nó đi ngược lại, nó không có đi như là bên pháp. Do đó đừng có hiểu lầm tình thương yêu với là trí tuệ. Trí tuệ là tâm
là một tâm hoàn toàn bình thản, nhưng mà không sân với bất kỳ ai hay là bất kỳ vật gì. Đó là tâm từ. Và tâm bi đó là không nợ hại bất kỳ ai, cho dù người đó hại mình cũng không hại lại được, cũng không hại được. Thì đó là cái đó mới là tâm bi. Còn thấy người ta khổ và khổ theo đó, có nhiều người nói đó là tâm bi, không phải đâu. Người ta khổ là khổ, người ta khổ cho mắt nhiều mới thì mình khổ theo chứ. Nhưng mà là mình, bởi vì mình đau khổ, cho nên mình cảm thông với cái sự đau khổ của người khác. Mà vì cảm thông với đau khổ của người khác, cho nên mình không nợ làm cho họ đau khổ. Thì đó là tâm bi. Cái câu hỏi thứ hai là tại sao mà thầy mặc y lại để cái tay ra một bên nữa. Thật ra đó là cái y mà của các thầy là do bất chước Đức Phật. Mà Đức Phật là người Ấn Độ, cho nên là người Ấn Độ là họ khoác cái y vậy thôi. Người Ấn Độ thì họ khoác theo kiểu đó. Chứ còn cái này thật ra cũng không có gì đặc biệt hết. Nó là một lối trang phục vậy thôi. Cho cái đó thật ra là theo thầy thì không có ý nghĩa gì nhiều. Kính nhờ thầy giảng thêm về chủ đề làm sao vượt qua nỗi sợ hình thành trong tâm do mình tạo ra. Cái này hình như thầy có giảng nhiều lần rồi. Là cái sợ hãi là do tưởng tượng mà ra. Sợ hãi là do tưởng tượng. Có nhiều loại sợ hãi. Có những cái sợ hãi là bởi vì là khi mình đối diện với nguy hiểm thì sợ hãi. Nhưng mà vẫn có người đối diện với nguy hiểm người ta vẫn không sợ. Nhưng mà đa phần cái sợ hãi lại là không phải là đối diện với cái nguy hiểm, mà nhiều khi không có đối diện nguy hiểm gì cả cũng cứ sợ. Và cái sợ đó là tưởng tượng. Cho mình tưởng tượng ra và mình sợ hãi. Thấy người ta ung thư cái mình cũng sợ ung thư, là bởi mình tưởng tượng mình cũng ung thư chẳng hạn. Nhưng mà do mình tưởng tượng, mình tưởng tượng ra thôi. Cái tưởng tượng của mình nó sinh ra như vậy. Cho nên nó là cái sợ hãi là do mình tưởng tượng thôi. Bây giờ thầy có lấy một ví dụ khác. Giả sử như bây giờ ở đây một cái miếng gạch này là nó ba tấc, thầy có thể đi trên này thoải mái, không sợ gì hết. Nhưng bây giờ cắt hết hai bên hết rồi, dưới đó thật sâu 100 mét, là lúc đó đi là sợ. Mà cũng đi trên này thôi mấy, chứ đâu có đi chỗ nào khác đâu, nó cũng chừng đó tấc mà lúc đó sợ. Là tại sao? Tại mình tưởng tượng nó rất xuống. Còn lúc khi kia là mình đi mình không có tưởng tượng rất xuống, cho nên mình không sợ. Còn lúc đó mình tưởng tượng rất xuống cho nên mình sợ. Có một lần thầy đã thí nghiệm bản thân mình. Là lúc đó thầy đi mấy sư mới là đi qua bên cái sân trà đó, cái bán đạp sân trà ở Đà Nẵng. Lúc đó thầy xuất gia là ở nơi chùa Tam Bảo Tự Đà Nẵng. Nên là mấy sư mới là lúc đó có mấy sư ở trong Sài Gòn này ra học nữa. Rồi bây giờ mấy sư mới cùng nhau mà đi qua tham quan bên cái một cái suối ở bên đảo Sơn Trà đó. Thì cái suối đó nó cũng rộng cỡ bề rộng cỡ cái bằng cái chùa này từ bên đó qua bên này. Thì hồi đó Mỹ họ mới là làm cái đường ống nước gì đó. Cái ống nước cỡ bằng cái khay này, cái ống nước bắt qua cái suối đó. Và đúng là nếu mình chánh niệm tỉnh giác là mình không có sợ hãi. Chánh niệm tỉnh giác là không có sợ hãi. Thầy thí nghiệm. Lúc mới tu rồi mình đã thí nghiệm rồi. Thầy đi trên cái ống nước đó, ống nước thì nó tròn. Ống nước nó tròn mà thầy cứ đi qua bên đó, đi từ bên này qua bên kia. Không sao hết. Nếu mà mình sợ một cái là rớt liền á.
Nhưng mà nếu mình chánh niệm tỉnh giác, mình cứ đi trọn vẹn với từng bước đi vậy thôi, thì không có sợ hãi. Vì vậy cho nên cái muốn không có sợ hãi thì mình phải đối diện với thực tế, đối diện với cái thực. Còn nếu như mà sợ hãi đã khởi lên thì phải lắng nghe, cảm nhận trọn vẹn cái cảm xúc sợ hãi đó đang như thế nào, thì nó sẽ, mình sẽ thấy nó có sinh có diệt và nó sẽ hết. Còn nếu mà mình cứ nghĩ tới cái sợ là khi mình sợ đó là mình sợ một cái đối tượng nào đó, thí dụ như sợ ma hay sợ chết hay sợ cái gì đó, tức là đã sợ là phải có sợ một cái đối tượng, vậy thì mình không có nghĩ tới đối tượng đó mà mình trở về lại với cái thực, trở lại với cái thực đó. Ví dụ như đang đi, đang đứng, đang nằm, đang ngồi, đang làm cái gì đó thì mình trọn vẹn. Do đó mà cái nguyên lý duy nhất vẫn là trọn vẹn với thực tại, trọn vẹn tỉnh thức với thực tại, hay là chánh niệm tỉnh giác với thực tại, là cách mà có thể hóa giải được tất cả mọi thứ. Khi mình trọn vẹn với thực tại thì nó sẽ không còn cái tưởng tượng, không còn tưởng tượng thì nó sẽ không còn khổ, không còn đau khổ. Để coi thì còn mấy cái nữa, thì nếu mà bây giờ nó hết giờ rồi, cho nên là những câu hỏi tiếp sẽ trả lời tuần sau. Và tuần sau đó thì các vị có thể là đặt câu hỏi trước ở nhà, tức là khi trong suốt từ đây cho đến tuần sau đó, nhớ cái gì đó thì cứ viết ra để mà hỏi. Và khi đến đây đó thì để trên bàn. Và nếu như câu hỏi nhiều thì thầy tuần sau thầy sẽ tiếp tục trả lời những câu hỏi. Vì thực ra là trả lời những câu hỏi thì nó thiết thực hơn là thầy nói một cái đề tài nào đó, mà chỉ trả lời câu hỏi thì nó gần gũi với mọi người hơn. Thì bây giờ mình ngưng ở ngang đây và thầy sẽ giữ các câu hỏi để trả lời tiếp. Y đằng nô nhâm tê nàng ôn tô sô kê ta ôn tù nha ta yô. Y đằng nô nhâm tê nàng ôn tô sô kê ta ôn tù nha ta yô. Y đằng nô nhâm tê nàng ôn tô sô kê ta nhà ta yo. Y đăng và tâm mê bồ nhân a sa va kha ya va ông tu sa thu lành thay.